Bỏ ra đây. Anh thì anh thấy ông sếp nào mà có nhân viên như em là bị thần kinh ấy. Hôm nay nghỉ đi. Ở nhà lau hết cái đống mô hình này đi. Gì? Cái bọn con tí tí mà đắt tiền này á? Chứ sao nữa? Không dây đâu. Lau chùi không phải là chuyên môn của em. Lười biếng, không dám chịu trách nhiệm. Cho nên em bị một cuộc hôn nhân đánh đổ cũng là phải thôi. Em là ai? Em là San. Em là em gái của Bảo Tuần Lộc, chàng trai vàng trong làng bị cắm sừng. Cho nên là bị thất bại trong hôn nhân là chuyện bình thường, nó mang tính truyền thống. Gì ấy? Đồng em làm đi. Hướng dẫn cắt lau mô hình. Em ơi, Bảo ơi, anh bị bệnh thật ấy. Đọc đi. Sao giọng em giống hệt giọng vợ anh khi phát hiện mang bầu thế? Ôi vãi! Trúng số à? Giờ phải làm thế nào? Bà Dung mà biết em dính, bà ấy giết chết cả em và anh. Sao lại giết chết anh? Em xem lại đi. Chắc gì đó là của anh. Định úp à? Tôi hỏi bà nhá. Thế cô San có làm gì bà mà này, bà này ghét cổ đến thế cơ chứ? Không việc gì đấy mà. Con San nó làm một việc mà tôi không thể tha thứ được. Khi xưa mình bối rối, nắm tay trên những con đường, từng hạt nắng nhẹ vương bờ vai. Ngày ngập tràn hạnh phúc, gửi vào gió mong ước bên nhau, để giấc mơ mang tình yêu. Rồi từng mùa hè qua, đến thu sang đông se lạnh. Ngày xưa ấy giờ chỉ là nỗi nhớ. Lại một vòng tay, lời yêu thương như vẫn đâu đây. Còn mãi đợi nhau mà cơn mưa ướt vai. Thấp thoáng chiều buông, nụ hôn vội vàng, mang những kỷ niệm với bao vui buồn. Trong mơ thì thầm gọi mãi tên nhau. Thời gian ơi hãy trở lại.